大家好，今天我们继续学第六课《二姐拜年》。二姐的了几呀？大姐了几嘎？还有个几嗨？为了二姐的，为了几爸，对不？几爸祝 Tết。Miền Nam thì gọi là chỉ cả, gọi là chỉ hai à. Thì trong sách từ mới thì đây là ơ chỉ là chỉ hai. Thôi thì mình cứ dịch là chỉ hai nha. Chúng ta đọc từ mới trước. Rồi, từ mới đọc theo. Ơ chỉ bài nén bài chào nén sử sinh cải cửa san câu ở pha lưng chị phu teo phí phí. Bái nén là chúc Tết, có nghĩa là ngày lễ là người ta là làm cơm để cúng ông bà, cho nên gọi là bái nén. Chữ bái tức là cúng bái á. Sứ sinh là thực hành, thực hiện ha. Cải cửa là cải cách, cải cách có nghĩa là thay đổi, gọi là cải cửa. San câu, san là núi, câu là cái chữ câu có nghĩa là con suối à, vừa có núi vừa có suối đây, tức là mình biết là đây là vùng hẻo lánh rồi, vùng núi hẻo lánh ha. Cái từ pha lưng tức là mình đơ người ra ha, là pha lưng à. Chị phu à, anh rể. Chị phu tức là chồng của chị ha, gọi là chị phu. Teo là loại trồn, phí là da. Teo phí là da trồn. Chúng ta đọc bài trước nha, đọc bài ha. Mày nén chân chế chén, ơ chế tâu giao tao Bảy Kinh lại ý thẳng, xua sư lại kỷ của mình bay chào nén, tay lại tiền ở hoa sân hùng chào sân mơ tợ, hủy truy sử, ta rấn hải tử mày rấn hoan sang y sân xin y phú tai sang xị qua nén dùng tợ tung xị ná sang chai ná sang chỉ sứ khoai chén tâu tao nén tỷ lợ trần mơ hải bú chen ơ chỉ tha mẫn lại Wǒ ài rén yī tǐ, wǒ yě càn dào qǐ guài, yǒu yì xiǎng, míng bái guō lái lè. Yī dìng shì tā mén nà er shí xíng gái gě yǐ hòu, shēng huò fú qǐ lái lè. Wǒ ài rén shuō, méi nà me jián dàn. Quyền quốc đô hiện đại hóa lợ. Tha mẫn san câu lì, dễ bú huê yếu ta biên hóa. Wǒ liǎ zhēng shuō zhè, er jiě lái lợ. Er jiě, zěn mè jiù nǐ yī gè rén, hái zǐ nè? Wǒ wěn. San mèi, wǒ zhè huě yǎ, Yī shì gěi nǐ men bài zǎo nián, er shì xiǎng zài Běi Jìng mài gě cài sè diān shì jì. Yào shì dài hái zǐ lái, diān shì jì zěn mè wǎng jiā bān nè? Er jiě mài cài sè diān shì jì? Wǒ càn dào tài tú rán lè. Er jiě zài gěi wǒ men. Ơ chị chen wǒ mén liǎ shì zì yán jīng duì zhè fā lèng. Đọc lại câu này. Ơ chị chen wǒ mén liǎ shì zì yán jīng duì zhè fā lèng. Xiào zhè shuò. Nǐ men jiù zhì dào gōng rén gān bù néng guò hǎo rì zì. Xiān zài wǒ men chóng shān gòu de nóng min yě you qiān lè. Câu su nì mến bà sử xính cải cửa ý hậu san chống san câu dễ phụ chỉ lái lạ
我和你姐夫养了一年貂，卖貂皮就进了好几千块钱。你姐夫说，你到北京去买个彩色电视机回来，给三妹留点儿钱，让他们也好好过个年。 二姐在北京住了两天，想买的都买上了，又给我们留下100块钱，高高兴兴的抱着电视机回家过年了。Goodbye哈，翻译。 Mày nén chân chế chén, cái từ chén là trước ha. Trước ngày Tết mỗi năm, trước Tết mỗi năm, chị hai đều đến Bắc Kinh một chuyến, nói rằng đến để chúc Tết sớm với chúng tôi, mang đến một ít đậu phộng này, miền Bắc gọi là lạc á, một ít đậu phộng này, táo đỏ này, vân vân. Hồi truy sử thì là khi đi về, người lớn trẻ nhỏ mỗi người đều mặc lên một bộ quần áo mới. Tài sang xì, cua nén dung tờ chư tờ tông xì, còn mang theo tài sang cái gì tông xì, còn mang theo một số thứ qua Tết cần dùng đến. Cua nén dung tờ tức là qua Tết dùng, ví dụ như là bánh mứt, trái cây, tùm lum thứ cái ha. Chai nã sang chỉ sư khoai chén, còn mang theo, nã sang là còn mang theo, còn lấy đi á, còn lấy đi là mấy chục đồng nữa, còn cầm lấy mấy chục đồng nữa. Tâu tao nén tỷ lờ, đều đã đến cuối năm rồi. Sao lại không thấy chị hai bọn họ đến nhỉ? Vợ của tôi, Y Thí, chồng, đây là chồng, phải không? Chồng tôi vừa nhắc, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Tôi lại nghĩ, miếng bái của lại là, liền hiểu ra, chắc là, ý tiên sư, chắc là, tha mẫn na ở chỗ của họ, sử xính cải cửa ý hâu dịch là sau khi thực hiện cải cách, cuộc sống đã giàu lên rồi, phu chỉ lại là cuộc sống giàu lên rồi. Chồng tôi nói mấy năm ở triển tàn không có đơn giản vậy đâu, cả nước đều thực hiện hiện đại hóa, sen tai hóa, thực hiện hiện đại hóa, cả nước đều đã hiện đại hóa rồi, cái nơi vùng hẻo lánh của họ cũng không có thay đổi lớn như thế. Hai chúng tôi vừa nói thì chị hai đến rồi. Chị hai, sao có một mình chị đến thôi vậy? Con cái đâu? Tôi hỏi. Chị ba, em ba chứ ha, em ba, lần này chị đây à? Thứ nhất là đến để chúc Tết sớm với các em, thứ hai là muốn mua một cái tivi màu ở Bắc Kinh này, tức là ở Bắc Kinh này mua một cái tivi màu á. Nếu như dẫn theo con đến, tivi màu làm sao có thể ôm về nhà được? Hoàng cha pan tức là ôm về nhà, bê về nhà ha. Hoàng cha pan, chữ hoàng là giới từ, pan là động từ. Chị hai có thể mua tivi màu hả? Tôi cảm thấy quá đột ngột đi, quá ngạc nhiên, quá đột ngột đi. Chị hai nhìn thấy bốn con mắt của hai chúng tôi, mọi người gạch cụm từ là wǒ men liǎ shì zì yǎn jìng, là bốn con mắt của hai chúng tôi. Nhìn thấy cái gì? Bốn con mắt của ai? Của hai chúng tôi. Tuy chơ pha lưng, đang sao? Đang thờ, thẫn thờ ra, hoặc là đang là sao, là ngớ người ra, ngẩn người ra. Xeo chờ xua cười và nói, các em chỉ biết có mỗi công nhân
cán bộ là có thể sống qua ngày tháng tốt lành, tốt đẹp, qua hậu lịch sử sống qua ngày tháng tốt đẹp. Bây giờ, dịch ngược lại, nông dân của vùng núi hẻo lánh nghèo của tuổi Chỉ đây cũng có tiền rồi, cũng có tiền rồi. Chị và anh rể của em nuôi một năm trồn, bán gia trồn đã có thu nhập chín l, tức là thu nhập mấy ngàn đồng. Mấy ngàn đồng nhiều ha. Mấy ngàn đồng. Chị hai, anh rể của em nói, em đến Bắc Kinh sau khi mua chiếc TV màu mang về, để lại một ít tiền cho em ba, cho tam mũi là em ba phải không, để cho họ cũng qua sống qua ngày tháng, cua cơ hào nén, để cho họ cũng ăn một cái Tết hoành tráng, ăn một cái Tết vui vẻ nha. Chị hai sống ở Bắc Kinh 2 ngày, những thứ cần mua sáng mai tờ tô mai sang là những thứ cần mua đều đã mua rồi. Dâu kỹ của mến liễu sẽ y bài khoai chén, lại để lại cho chúng tôi 100 đồng, liền ôm chiếc tivi đi về một cách vui vẻ, liền ôm chiếc tivi màu, liền ôm chiếc tivi màu vui vẻ về nhà đón Tết. Ngày xưa mà có một cái tivi màu thì ôi trà ơi mừng lắm. Cái năm, những năm mà là năm 86 là cái phim Tây Du Ký á, bắt đầu trình chiếu á, lúc đó là thầy mới có 6 tuổi là phải đi xem tivi trắng đen của hàng xóm á. Trong một cái xóm có 2 nhà có tivi màu, xóm xa xa nha, có 2 nhà có tivi màu, có tivi trắng đen, lúc đó là cắm bình để sạc mà chưa có điện. Mà thời đó là có cái tivi trắng đen để coi là mừng lắm luôn. Nó nhà người ta rất là giàu mới mua được tivi trắng đen á. Mãi đến năm 95 thì mới có điện. 94-95 thì vùng nông thôn chỗ nhà thầy mới có điện. Lúc đó bắt đầu nhiều người là mới mua tivi màu dần dần. Mà lúc đó mua tivi màu mắc lắm. Rồi chúng ta học xong bài số 6 rồi ha. Mọi người chuẩn bị học bài số 7 là lì sử chân nha. 好，chào tạm biệt mọi người，再见。